mỗi lần xuống núi trở về đều cảm giác mình sắp đăng xuất khỏi dương gian cuối cùng cũng leo đến cảm giác thân thể đều cạn kiệt sức lực còn không phải là bởi vì hứa sư đệ cầu đạo bất chuyên nếu ngươi một lòng hướng đạo hà cớ gì đến tận bây giờ vẫn còn dừng lại ở trúc cơ ngũ dài ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không thể sử dụng thật sự là ủng công đệ tử kiếm tông mà đệ cũng là bởi vì nhiệm vụ khảo hạch nên cũng đành chịu xin sư huynh lưu tình lần này đệ đã triệt phá một băng đảng buôn lậu thái giám hơn nữa còn chiêu mộ được người ưu tú như kỹ an huynh xem ra ngươi chính là đệ tử được bạch trưởng lão tiến cử không biết ngươi có sở trường gì lại khiến cho bạch trưởng lão để ý đến ngươi như vậy cái bộ riêng này không được một đấm chưa đủ thấm kỹ an huynh huynh đang làm gì vậy không được đánh người hỗn trướng dám làm vậy với sư huynh ta sẽ tới lễ chế viện cáo trạng kỹ an huynh huynh đánh hắn làm gì Khuôn mặt này rất giống đại tá, nhất là bộ dâu kia, quả thực làm cho người ta không kiềm chế được. Đại tá Ký An Huynh ngoài miệng thì nói vậy nhưng tâm lại khác, rõ ràng chính là muốn ra mặt vì ta, lại biện ra một cái lý do kỳ quái. Bất luận như thế nào, ta hôm nay cũng phải bảo vệ Ký An Huynh, không thể phụ phần ân nghĩa này của Huynh ấy. Sư Huynh, ngươi cũng biết Ký An Huynh là người được Bạch Trưởng Lão đề cử, nếu làm ồn ào đến lễ chế viện, chỉ sợ ngươi không được lợi ích gì. Hừ, thiếu chút thì quên. Tiểu tử này phía trên có người chống lưng, nhưng việc này cũng không thể để cho qua như vậy được. Ngươi bây giờ nếu muốn tạ tội với ta, thì để ta trả ngươi một quyền ta sẽ coi như ngươi vô chi, tha thứ ngươi một lần. Thằng béo, ta hôm nay nhất định phải nhổ hết đống dâu ria của ngươi mới xong chuyện. Hỗn trướng vong ơn phụ nghĩa quên nguồn quên gốc. Làm cái gì cũng được, riêng loại này không thể tha. Sư huynh, hắn điên rồi, mau giúp ta. Tiểu tử thối này có người bên trên chống lưng, không thể thật sự động thủ với hắn. À chuyện này, chính ngươi bị người mới đánh mà còn không đánh lại, rõ ràng chính là lo sợ người trên hắn. Ngươi biết sợ, chẳng lẽ ta lại không biết sợ? Dừng lại, a a a. Từ khi rời cung, chưa từng có người nào vì ta mà làm đến mức như thế. Kỹ an huynh là thật lòng coi ta là huynh đệ. Làm người, phải biết uống nước nhớ nguồn. Dân ta phải biết xử ta, nếu mà không biết, Tiên Tiên nữ tỷ tỷ Biến mất rồi Vừa rồi vị kia là Đệ cũng không biết Nhìn cách ăn mặc kia không phải người của kiếm tông Chắc là khách nhân từ những tông môn khác đến Khách nhân Phòng tiếp khách kiếm tông ở đâu Kỹ an huynh đừng mơ tưởng xa vời Huynh bây giờ còn không có tư cách đến nơi đó Được rồi Muốn làm được việc thì trước tiên vẫn phải tiến từng bước Hai sư huynh kia Người đâu? Không có gì, ký an huynh, để đệ làm người dẫn đường cho huynh. Quá trình tiếp theo, đệ cũng biết, mà lại vô cùng đơn giản, liền giao cho đệ đi. Nơi đây là chỗ ghi danh đệ tử, sau khi từ nơi này đi ra, huynh sẽ chính thức là đệ tử kiếm tông ta. Vậy ta liền tiến vào. Ừm, sau con đường này chỉ có thể dựa vào chính bản thân huynh. Ký an huynh. Đệ sẽ ở lại chỗ này chờ huynh bất kể bao lâu đi nữa. Ra hỏa này, đột nhiên nói ngớ ngẩn gì vậy? Không lẽ hắn có cảm tình đặc biệt với mình? Bất kể là gì, dù sao cũng phải ứng phó, trước hết gõ cửa rồi tính sau. Không đóng. Tới rồi sao? Vãi cả đái, cao vãi, to vãi. Và đây là nội dung chuyện khoa học tu tiên, đạo pháp đăng thiên, chương 11. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn hãy để lại bình luận của mình phía bên dưới và đừng quên để lại một like một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình